Hello chào anh em nhá. Rồi anh em quay trở lại với kênh của Vũ Thế Anh. Thì hôm nay mình với cả idol sẽ đi gọi là rút tiền để ăn mừng 10k 10.000 người đăng ký. Đấy ở giữa. Nói chung là không biết gọi là ăn mừng như nào. Thôi cứ đá con gà cả tí xúc xích nha. 10.000 đăng ký đối với người khác thì rất là nhỏ, còn đối với anh em thì rất là to, rất là lớn. Thế anh em lại một xíu nha. Chào anh em nhá. Có công rồi xả nó rồi không? Không, công làm gì có ấy. Làm gì chạy km đâu. Ui rồi. Lòng sòng sòng. Có con này trông tốt đấy. Xong rồi à cô? Nhanh ấy. Bỏ. Anh đi đâu rồi anh? Anh đi mua chút xích. Giảm giá nhá. Đấy. Giảm giá. Một túi. Bắt tiền cô. Cô về nhà ai đây? Cô về chấm cho cháu. 40.000. Giá 35. Vui. Tôi nhà mặt. Có phải mua thêm. Cái gì nhỉ? Mới ướp đúng không? Đơn vị. Với cả giấy bạc nữa. Quay đây thôi. Đây quay giấy bạc này. Cô còn giấy bạc không cô? Em mới của anh. Cả gói tập ướp gia vị nữa nhỉ? Ướp gà. Đấy rồi. Đấy. Anh em ạ, đến nơi rồi. Ở đợi về lấy đồ ngà đã. Chưa đủ đồ ngà. Cũng chưa có dao. Chưa có găng tay để ấy cảm mướp là vị. Ui, phải giấy bạc này có tí. Bác ơi. Nhưng mà to mà. Quận hết một quận này luôn. Đây. Thì không có tiền nó chẳng với anh em là đi. Mẹ em làm ai đồ đéo có tiền được. Giờ là công bạn ướp. Nó thật với anh em là đi. Áo đít thôi. Áo đít thôi. Mà mình cũng không chuyên môn về cái này lắm. Thay một quần nước này. Là toàn giáo luôn. Ôi sợ con gà ghê quá. Ghê à? Thế thì lấy nào vợ? Cứ để cả nước vào. Cho dính. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on,
through the sun rays and the on and năm từ đây thằng này mẹ gương mặt thân quen luôn gương mặt láo lên tên tuổi ấy em nhớ idol này không nhớ quá idol gặp ngoài đường ông lùi lắm về 5:30 mẹ tâm này nhìn nó đẹp này. Ông mới ăn là tối luôn rồi. Ô ô quay đây để chụp cái ảnh bìa em. Quay mặt vào đây. Rồi, vào việc. Như cái kẹo ấy. Mình sẽ lướng cái kẹo siêu to khổng lồ. Ăn là phần gì?
ăn lợn phải mút. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Rồi, chào anh em nha. Chỉ bị tầm 15 phút nữa tôi chuẩn bị tất cả anh em làm một quả vlog thật to, siêu to khủng lồ để ăn mừng 10.000 ca view. Ôi giời. Cá sắp quá. 10.000 ca view. Mấy cá gì em? Mấy cá sắp anh ạ. Đấy thì bắt đầu ngu. Anh em đợi tí nhá. Anh em khoảng tầm 15 phút nữa là xong rồi, là chín rồi. Anh em suốt từ chiều đến giờ. Anh em nhớ theo dõi YouTube của Idol Vũ Thế Anh nhá. Từ 5 giờ đến bây giờ đến 6 giờ 19 rồi, 6 giờ 20 rồi. Tầm 10 phút nữa là được rồi. Đấy không có đèn, flash không có đèn đấy nó khổ. Xong rồi anh em ạ. Còn mấy cái xúc xích kìa. Mấy cây đây. Tối rồi. Gì vậy? Ui chảy nước rồi. Thơm không? Lấy con dao này, lấy con dao được rồi, ơi. Mọi người. Làm ơi, lấy con dao, làm ơi. Anh cầm cái này. Bọc quá. Rồi. Đi cầm phá lát, cầm phá lát. Đéo biết cái sống này chín đâu. Ừ, nắm nước quá. Có cái xiên không, chọc vào bên ngay mà tao nghi rồi đấy. Chín rồi, không phải lo. Tao nghi là chín đấy. Tao nghi là chín đấy. Cắt thành chín. Đây, giải cộp. Ui, tràn nước cái này chín. Chín con mẹ nhìn thấy vàng rồi. Ui, đẹp chưa? Rồi. Đẹp rồi. Bỏ đấy. Ừ, đấy. Bỏ nó. Ui, đẹp đấy. Bỏ, nó bỏ. Nét luôn. Cắt thêm đi. Thơm quá. Thèm lắm rồi ạ. Ui, thơm đấy. Ui, chín đẹp luôn. Đẹp luôn. Chín đẹp luôn này. Cứ bóc hẳn ra đã. Nhấc phát vào. Nhấc vào. Ui, nó bỏ rồi, nó chín. Chín này chín kỹ nhờ. Ui, mất con mẹ miệng ra rồi. Nào, bóc vào để bê vào cái. Bê tay á? À? Lấy giấy đi. Lấy giấy à? Đối là bê tay rồi. Lấy giấy à? Mỏng lắm. Chín quá. Có thể mất hết ra rồi. À. Đấy, nó chín. Đấy, anh em bảo là đến 7 rưỡi để làm gà bóng đêm. Vĩnh Yên quá bóng đêm rồi, bây giờ gà bóng đêm. Bảo ơi, mất hết xà. Ui bảo quá. Ui, đi, con mẹ đút cả chân ra. Đi cả đùi. Ui trời ơi. Ui, mất con. Chín quá rồi. Ao rồi này. Ui, mất. Ui, ra rồi. Ra ngon nhất, mất rồi. Đấy, thấy không? Bảo quá. Tuốt tại gì em? Rồi, nếu có điểm anh thấy ở đây anh chỉ cái tối. Ừ, nhất cái đầu đẹp nhất này. Được, cắt luôn. À, ắt. Để cho anh chút. Tút thẳng ra. Cắt, đừng tút. Đừng tút. Chụp cậu ảnh ra. Lấy ấy đi, lấy tương ớt đi. Để dưới bàn để còn cho tương ớt vào. Thức ạ. Thì cắt tương ớt đâu. Ai hiểu rồi. Đâu đây. Anh cắt ổn nhá. Giữ lại. Giữ cái đầu này. Mông giữ. Phải cắt cho ộp cái mông. Thôi ăn thế. Đó được. Rồi coi đi, em ộp ăn trước nha. Quay cho ộp ăn trước bạn nha. Mời anh em nhá. Uống nước đâu rồi? Chắc không đâu gì. Ui. Rực rỡ. Cốc của cái cốc ở đâu rồi? Bình thường á. Mùi vị như thế nào? Mùi vị nào? Em hải ăn đi, em hải đi. Cá view. Em hải ăn hải. Wow. Bơ đến hải á. Ăn gà đấy.
ăn gà. Ăn gà cơ. Ăn xúc xích nha. Ngon các bạn. Ăn gà đi. Ăn gà đi. Xem nào. Một vị ngon. Đúng rồi, 10 cái view. Tôi cắt xuống. Rực rỡ. Câu bạn. Để quay. Ăn được quay. Đớp hay em? Đớp hay. Phải đớp. Phải đớp như nào? Ăn không đớp. Ờ, ăn đi. Ngon không? Đã thì mình select. Ngon không, ngon không? Món này làm mà nói gì đời đó sướng như này. Nói ăn mãi cái thằng con lợn hải này á. Nói đi. Ủa, anh em ạ, anh em như ủng hộ mình nha. Lớp trai đồ của Vũ Thế Anh đạt cả Duy Đức nên riêng nhá. Ăn ổ bạn quay gửi anh. Riêng clip này á mới lên được 50k view thôi, mình cần 50k view thôi thì đi thì mình sẽ quay, sẽ đá hai con gà cho anh em xem rực rỡ luôn. Em muốn muốn làm gì bình luận nhá. Anh em có ý tưởng nào thì comment bên dưới nhá. Mình thấy ưng thì mình làm cho anh em xem. Ý tưởng gì cũng được. Cho anh em phải đớp cái. Với ở đây kết thúc rồi. Cũng muộn rồi. Nên cũng không quay được gì nhiều. Nên là thôi. Thì hẹn anh em ở các clip sau. Chào anh em nhá. Chào anh em nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Chúc anh em buổi tối vui vẻ ra. Bye bye nha.